chào anh ạ. À, xin chào tất cả bà con. À, hôm nay là được phóng sự bên Corona về đưa tin. Đây là cái vùng hoa, cái làng hoa xóm đảo lớn nhất huyện Corona. Hiện tại là cái vùng này chuyên canh là hoa quanh năm. Thì bà con theo dõi chương trình này thì nên ủng hộ cho làng hoa xóm đảo. Hiện tại cái tổ hợp tác trồng hoa thị trấn Buôn Chấp á, là bà con vùng này á, là liên kết với nhau là gần 2 hecta là chuyên trồng hoa quanh năm, đa số là hoa cúc, hoa lê ơn và các loại. Hiện tại lê ơn thì bà con trồng lượng hoa rất là nhiều. Thì còn hoa cúc á, thì năm nay bà con là trồng khoảng tầm khoảng hơn 200.000 cây mà trong là các loại hoa cúc. Thì hôm nay chương trình về đây thì tôi rất là vinh dự khi tổ hợp tác nghề nghiệp trồng hoa thị trấn để cung cấp hoa trong huyện và ngoài huyện. Thì hiện tại giờ hoa chuẩn bị vụ sẽ rất là đẹp. Giờ hoa lê ơn, hoa cúc là năm nay rất là hợp với thời tiết và hợp với mùa. Định hướng cái tổ hợp tác nghề nghiệp trồng hoa của thị trấn Buôn Chấp á, đây là vùng chuyên canh của địa chỉ là đường hẻm 2 Lê Quý Đôn, tổ dân phố 7, là ước mơ ấp ủ trong 5 năm nay của tôi là để thành lập cái tổ hợp tác nghề nghiệp trồng hoa thị trấn. Là năm nay tổ hợp tác chúng tôi sẽ mở cái dịch vụ là tham quan chụp hoa tại vườn và có thể thu một người vào tham quan chụp hình là thu phí là một người là 10.000 đồng, là trong mở cửa từ khoảng ngày 20 đến ngày 29 Tết. Thì mong bà con trong và ngoài huyện và đặc biệt thị trấn Buôn Chấp quan tâm để lưu ý để đưa cái chương trình này là để cho cái bộ mặt của thị trấn mình vì huyện mình càng ngày càng đẹp hơn. Xin cảm ơn. Nếu các bạn ở xa mới đến Buôn Chấp hẳn sẽ rất ngạc nhiên bởi trên mảnh đất Tây Nguyên này lại có một cái xóm nhỏ được gọi là xóm đảo. Và hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi một vòng tham quan cái xóm nhỏ ấy. Xóm đảo nhưng không có cá hay hải sản như ở miền dưới nha các bạn. Xóm đảo ở Tây Nguyên mà cụ thể là ở Buôn Chấp, người dân trong xóm chủ yếu canh tác nông nghiệp như trồng rau và hoa. Người ta hay gọi là xóm đảo, còn riêng tôi thích gọi là làng hoa. Từ hẻm số 2 Lê Quý Đôn rẽ xuống, hai bên con đường bê tông nhỏ là những vườn hoa đầy màu sắc, nhiều nhất là hoa cúc vàng. Hoa ở đây được trồng quanh năm để bán vào dịp rằm và mùng 1,